Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các chỉ đạo về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng điện, chiều nay tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra đột xuất một số nhà máy nhiệt điện và công ty than để thúc đẩy sản xuất, chỉ đạo xử lý sự cố và những khó khăn vướng mắc về mỏ than. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình sản xuất của công ty nhiệt điện Mông Dương. Theo báo cáo, đến thời điểm này, công ty đã sản xuất được hơn 3,6 triệu kWh trong năm 2023. Vừa qua, ống lò của một tổ máy đã gặp sự cố, hiện công ty đang khẩn trương khắc phục. Thủ tướng yêu cầu cần rút ra bài học kinh nghiệm từ sự cố vừa qua, đồng thời phải điều hành thông suốt, ổn định, hiệu quả. Đặc biệt, công ty đảm bảo đủ nguyên nhiên liệu trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra, xử lý ngay các bất thường, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ vận hành sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả, nhất là trong thời gian cao điểm hiện nay. Tiếp đó, đến kiểm tra hoạt động của công ty than Hà Tu, Thủ tướng đề nghị đảm bảo an toàn lao động, nhất là trong mùa mưa do khai thác ở độ sâu dưới 100 mét so với mực nước biển. Thủ tướng cũng yêu cầu việc khai thác phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường, chú trọng hoàn nguyên, thực hiện kinh tế tuần hoàn, đất đá được bóc gỡ từ các mỏ than phải được tiếp tục sử dụng lại có hiệu quả, nhất là phục vụ san lấp mặt bằng cho các công trình hạ tầng giao thông. Ngay tại hiện trường, Thủ tướng đã cho chủ trương xử lý những vướng mắc mà tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua liên quan đến việc hoàn nguyên, cấp phép khai thác chất thải mỏ mà chưa được xử lý. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh giải quyết ngay trong tháng 6 này, đảm bảo hiệu quả sát với tình hình thực tế. Chiều tối nay thăm công ty nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướng chia sẻ hiện nay cao điểm sử dụng điện, nắng nóng kéo dài, hạn hán phức tạp. Vì vậy, công ty cố gắng đảm bảo công suất thiết kế, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vận hành tốt, khai thác tối đa. Qua các báo cáo xử lý sự cố thì thấy kinh nghiệm phải giữ công suất ổn định, không để quá tải và nhanh chóng có giải pháp phù hợp, kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh và tiên phong trong việc xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, nhất là công nhân ngành than, ngành điện của tỉnh có tới hơn 100.000 người.